Vâng, thì buổi sáng ngày hôm nay em vừa với giao cái chiếc Toyota Innova cũng biển số của tỉnh Vĩnh Phúc. Vừa mới giao chiếc Toyota 2008 biển số của tỉnh Vĩnh Phúc 88A đấy, cho một bác ở Hưng Yên là giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Khoa này khoa cơ khí nên bác ấy xem xe chuẩn lắm, nhìn phát là mua luôn. Một chiếc xe rất là đẹp. Thì bây giờ em lại về một cái chiếc dòng xe này cũng 7 chỗ anh ạ, cũng 7 chỗ đấy, cũng 7 chỗ. Nhưng mà phân khúc của nó thì cũng tương đồng với cả Toyota Innova. Đây là chiếc Kia Carens. Chiếc này thì sản xuất năm 2015, cao hơn khá nhiều so với cái chiếc Toyota Innova em bán sáng nay. Dòng này thì đến từ thương hiệu Hàn Quốc, còn cái chiếc sáng nay thì em giao cho khách hàng là đến thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota rất ăn khách và dễ nhận diện thương hiệu. Giờ đây thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cái chiếc Kia Carens sản xuất năm 2015, số sàn, động cơ 2.0. Động cơ 2.0 thì nó đã là bản bản này nó cũng là bản chung thôi, bản đủ thì nó có cửa lóc, bản này thì chưa có cửa lóc. Nhưng mà đây là một chiếc xe cũng còn khá là chất, keo chỉ máy số là còn nguyên zin, xe mang nước sơn màu trắng, biển số của tỉnh Vĩnh Phúc 44468, biển số cũng đẹp ra phết. Thì cái chiếc xe này thì mang thương hiệu Hàn Quốc và nó là màu trắng ngọc trinh. Đến từ 7 chỗ ngồi, chiếc xe này gọi là 5 cộng 2 ấy. Dòng này đúng là dòng 5 cộng 2 thì đúng hơn. Nó cùng như kiểu là những cái chiếc Santa Fe với cả Tucson các thứ ấy. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái chiếc xe này, số sàn này nhá. Anh em mua về chạy dịch vụ cũng như là chạy gia đình thì yên tâm. Xe thì không có một cái lỗi gì cả, keo chỉ cột kèo nguyên zin và được cái là nó không khoan đục taxi. Không quan trục taxi cho nên là cái chất xe của nó khá là ok. Sản xuất 2015 mà giá lại chỉ có 315 triệu đồng mà vẫn còn bớt anh ạ. Giá 315 triệu đồng mà vẫn còn bớt. Xe thì đẹp, xe mang cái sơn màu trắng đẹp, lốp dép thì đều, lốp 4 quả lốp được cái mới cứng luôn. Bên trong của nó trang bị cũng khá là đầy đủ. Ở bên trong của nó cũng trang bị khá là đầy đủ, ví dụ như là màn hình Android. Đấy, kết hợp cam hành trình, cam lùi này. Đấy, một chiếc xe số sàn mà trang bị như này là cũng ổn rồi anh ạ. Ghế bọc da kiểu màu da bò nhìn cũng rất là hấp dẫn anh nhá. Nhìn rất là hấp dẫn và đẹp. Phải được cái nội thất con này trông thì rất là ưng. Củ số thì đẹp, xe không chạy taxi dịch vụ gì cho nên là củ số đẹp lắm, vô lăng củ số rất là đẹp đều. Anh em thấy không? Đấy, vô lăng này đẹp đều. Đấy, xe thì chạy 11 vạn anh nhá. 11 vạn, 11 vạn 2 rồi. Đấy, được cái là táp lô táp pi thì đồng đều đẹp, xe không khoan cho nên là chất xe là ổn, chất xe là tương đối là ổn, máy móc nguyên zin, mọi chi tiết của chiếc xe cũng còn khá là cứng. Đây, anh em nhìn cái tappi là biết ngay. Nếu bác nào mà đi mua xe quen rồi hoặc là có một chút nghề ấy, thì anh em chỉ cần nhìn cái vách tappi này, nhìn cái vách tappi nó có những cái gân gờ, nó còn những cái gân gờ vây viếc nguyên bản này, là các anh em nhìn này, là biết ngay là cái chất xe của nó đã khoan đục hay nó có chạy taxi hay không ấy. Nhìn vào đấy là cũng đoán được đến khá là nhiều phần trăm rồi. Keo chỉ của nó đây anh em nhé, keo chỉ thì tương đối là zin, một zin, mỗi tội là nó chưa được trau chuốt sạch sẽ thôi, nhưng mà nó zin lắm anh em đấy, mép gấp mối lối rồi là mọi cái ngóc ngách nó còn tuyệt đối là nguyên bản, ốc ác này. Tuy là bẩn mộc như thế này thôi nhưng em nhìn ốc của nó còn zin nhé, ốc của nó zin tất cả các cạnh ốc này, zin này, đấy khóa này, zin đét luôn. Đây anh em. Đấy, toàn bộ cái hệ thống vách tappi zin nguyên bản này. Đó, nhựa rất là tươi, keo chỉ thì tất nhiên là phải zin rồi nhá. Keo chỉ thì tất nhiên là phải zin rồi. Zin thực sự zin luôn. Mọi cái con ốc ở đây cũng đều zin tuyệt đối nhá anh em nhá. Đấy là em cũng ngoài cái việc là em quay thực tế như thế này cho anh em ra thì anh em đến em vẫn cam kết cho anh em biên bản là xe nó zin không chạy taxi. Không chạy taxi, còn bác ấy, ngày xưa bác chủ xe, bác ấy có về, bác có chạy dịch vụ chở khách hay không ấy, thì cũng rất là khó nói. Người họ kiếm thêm thì không thể nói được, nhưng mà cái chính là cái chất xe nó zin là ok rồi nhá. Ghế thì bọc màu da bò 5 cộng 2, chiếc này 5 cộng 2 anh em nhé. Cái này có một cái khuyết điểm đó là cái vùng điều hòa của nó, cái vùng điều hòa của nó ở cái khoang giữa này nó không có này. Khoang giữa không có cho nên là anh em ngồi hàng ghế này thì phải chịu khó dùng cái cửa gió phía dưới này. Đấy, thì nó cũng hơi bất tiện một chút nhưng mà cũng có còn hơn không, có còn hơn không. Hàng ghế phía sau thì chỉ có hai chỗ thôi anh em nhé, hàng ghế phía sau chỉ có hai chỗ mà khi nào anh em đi ít người thì anh em có thể gấp xuống làm cái khoang chở hàng, nó cũng cực kỳ là rộng rãi.
cực kỳ là rộng rãi luôn. Khóe đít phía sau của xe đây anh em này, trắng ngọc trinh đến từ Hàn Quốc. Em đúng là ngọc trinh ở Việt Nam nhưng ngọc trinh này là ngọc trinh của Hàn Quốc. Tất cả những cái chấm hàn robot rồi cái mép gấp này là zin tuyệt đối nhá, không bị lỗi, không bị đâm đụng vào cái phần này. Đấy, không bị đâm xô ở phần này. Ốc hệ thống ốc cốp sau này là chưa hẹp, có tác động ngoại lực. Đấy, keo chỉ này, zin này. Đấy, ốc ác zin này. Rồi này, đấy anh em thấy không? Rất là đẹp và rất là chất. Hệ thống phía dưới này, đây là cái hệ thống chứa cái đồ bảo hộ ấy nhá, đồ bảo hệ. Ở trong này nó có kích và có công lốp, chẳng may mà anh em đi mà nó bị xịt hơi thì anh em có thể dùng cái công lốp ở đây để anh em tháo ra. Và một chiếc xe thì nó không chạy taxi ấy, thì cho nên anh em nhìn những cái phần vách này, nó tươi này. Nó tươi, nó sáng và nó sạch ấy, anh em thấy không? Tươi sáng và nó rất là sạch sẽ, chân nỉ thì vẫn còn nguyên bản theo xe và được bọc ni lông rất là kỹ càng. Cái bọc ni lông rất là kỹ càng cho nên là tương đối là sạch sẽ và ổn. Bóc ra chắc là mới lắm nhỉ. Chắc là rất là mới luôn. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái này anh em này. Đấy, toàn bộ hệ thống tapi của nó là tươi nguyên, tươi chuẩn của nhà sản xuất nhé. Chứ không phải là xe chạy taxi thì cái phần này nó rất là mòn, và đặc biệt cái phần này này, nó mòn nhiều hơn ở cái phần này. Đó, cái phần này nó sẽ không còn cái phần gai này nữa, nó sẽ nhẵn đi. Hôm nào em sẽ giới thiệu cho em một chiếc xe mà nó nhẵn như chùi rồi. Nó nhẵn như chùi rồi thì anh em mới cảm nhận được. Đấy, rất là ok đấy, ghế ghiếc nội thất thì đẹp lắm, nhìn cũng rất là chất. Cái cách phối màu của cái nội thất này em thấy là nó ổn đấy, nó ổn và nó tương đối là đẹp. Đấy, phím còi đây. Đấy, con này thì là vô lăng của nó là vô lăng khâu da anh em, vô lăng khâu da. Đây là cái mặt phím còi anh em nhìn này, nó rất là tươi và nó cũng không có bị mòn. Nhiều chiếc anh em ấn tay đây nhiều mòn, chiếc này nó không mòn một chút nào cả. Đây là cái táp lô, cái thảm, cái táp lô này thì anh em nhìn đấy, nó cái vân của nó rất là đẹp và nó cũng rất là tươi, rất là tươi. Trên này có cả bước tượng Di Lặc, anh em mua em tặng luôn cho anh em nhé. Số sàn 5 cấp nhé, số sàn 5 cấp, cả số lùi nữa là 6 cấp, màn hình Android kết hợp cam lùi, cam hành trình. Đấy, phanh tay thì sử dụng ở đây, thay vì những cái chiếc sử dụng ở đây thì phanh tay con này sử dụng ở đây. Đấy, đây là có khi nhả ra thì anh nhắm đạp một phát vào kia là nó nhả ra luôn. Ốc ác là tương đối là nguyên zin, còn là cái việc cả va quẹt khi tham gia giao thông ấy, va quẹt nhỏ không tránh được, nhưng mà việc đâm đụng của chiếc xe này thì em cam kết cho anh em là không có, không có đâm đụng gì cả. Keo chỉ các thứ là còn rất là zin và rất là đẹp. Giờ em sẽ quay đến phần khoang động cơ để giới thiệu cho anh em về khoang động cơ của chiếc này. Một chiếc xe thì dù đẹp đến đâu thì đẹp, nhưng mà khoang động cơ của nó mà cái chất của nó không ổn thì cũng coi như là bỏ đi. Thì em sẽ quay cho anh em cái phần khoang động cơ luôn. Ở đây là một chiếc khoang động cơ do xe mới về, nhà em cũng chưa có rửa dọn gì cả. Thì trước hết là anh em phải nhìn vào những cái góc chân máy này. Đấy, nó zin hay không, nó vuông thành sắc cạnh như này là cái máy này nó zin. Máy này nó zin. Đấy, kể cả cái mặt dàn cò, những ốc mặt dàn cò này cũng còn zin anh em này. Đấy, rất là zin, rất là chuẩn nhà sản xuất. Hệ thống ụ giảm sóc xuyên tai là không bị đâm đụng gì, không bị đâm đụng một phát nào cả. Được cái trắng ngọc trinh nhưng mà chưa bị đâm đít và cũng chưa bị đâm đầu nhỉ? Chưa bị đâm đít mà cũng chả bị rút đầu vào đâu. Rất là đẹp và rất là đều. Xe này thì về bên em còn phải dọn dẹp thêm cho nó đẹp hơn. Bác nào mà yêu quý luôn cái chiếc xe này thì em cũng có thể giới thiệu cho anh em luôn. Và toàn bộ hệ thống mép gấp rồi những cái lỗ ghép của nó là chưa có bị biến dạng gì cả. Chưa có biến dạng gì cả. Đấy, góc của nó này rất là ổn đấy nhé. Đấy, cực kỳ ổn đấy. À, bác nào mua chiếc này về đi gia đình cũng như là chở dịch vụ thì chạy dịch vụ cũng đều ổn cả nhé. Đều ổn cả. Mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Với cái động cơ 2.0 thì chiếc xe này nó ăn vào khoảng 8 lít xăng trên 100 km. Nếu bác nào mà chạy không đều chân ga thì nó có thể lên đến 9 hoặc 10 lít. Chuyện rất là bình thường. Cho nên anh em đi cái chiếc này hẽ hẽ chân ga thôi. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cái chiếc Kia Carens sản xuất năm 2015, số sàn động cơ 2.0. Bác nào yêu quý chiếc xe này với giá tiền là 315 triệu đồng, hãy liên hệ ngay cho em qua số 0364763888 để được em gửi hình ảnh chi tiết. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video gần nhất.